Tổng giá trị sản xuất vụ đông năm 2020 của toàn huyện đạt trên 146 tỷ đồng, tăng gần 13 tỷ đồng so với năm 2019. Diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021 của huyện Yên Mô. Vụ đông năm 2020, một số cây trồng chính cho năng suất cao như ngô ngọt đạt 109 tạ trên 1 hecta, khoai tây 139 tạ trên 1 hecta, cà chua 264 tạ trên 1 hecta. Trên địa bàn huyện có 10 hợp tác xã nông nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với 6 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng diện tích khoảng 169 hecta. Trong năm, huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện 3 mô hình với tổng kinh phí 550 triệu đồng, đó là sản xuất rau cần theo hướng hữu cơ tại xã Yên Hòa, sản xuất cà chua bi xuất khẩu tại xã Mai Sơn và sản xuất rau củ quả an toàn gắn với tiêu thụ tại xã Yên Mạc. Nhờ vậy năng suất, chất lượng, giá thành nông sản không ngừng tăng lên. Bình quân giá trị sản xuất trên một hecta đạt 90,6 triệu đồng, tăng 7,9 triệu đồng một hecta so với vụ đông năm 2019. Vụ đông năm 2021, huyện Yên Mô dự kiến giao trồng 1.600 ha trở lên, chú trọng phát triển theo định hướng tái cơ cấu ngành trồng trọt nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Trong đó, tập trung thâm canh các cây truyền thống để mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản, mở rộng diện tích các cây trồng cho giá trị kinh tế cao, canh tác 4 vụ trên năm, chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịp này, 13 tập thể đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất vụ Đông năm 2020.